Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Con trai nuôi Hoài Linh được phẫu thuật nối xương hàm thành công. Hiện tại sức khỏe của Cao Hữu Thiên đang dần ổn định trở lại. Anh cũng đang chờ thể hiện ổn định để tiếp tục những ca phẫu thuật tiếp theo. Ngày 19 tháng 4, thông tin con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Cao Hữu Thiên gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường phải đưa đi cấp cứu. Anh được bác sĩ chuẩn đoán chấn thương sọ não và tụ máu bầm, gãy xương hàm và xương gò má. Chia sẻ với phóng viên Đăng Khoa, anh kết nghĩa của Cao Hữu Thiên cho biết ngày 23 tháng 4 sau khi được bác sĩ hai khoa ngoại thần kinh và răng hàm mặt hội chuẩn, Cao Hữu Thiên đã thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên để định hình lại xương hàm. Nhân phẫu thuật này để kẹp inox để liền xương hàm của Thiên lại, 6 tuần sau tháo niềng ra để xem tình hình rồi sau đó mới quyết định được, anh Đăng Khoa chia sẻ. Bên cạnh anh Đăng Khoa và anh Minh Khôi, bạn thân sống cùng phòng của Cao Hữu Thiên, thì đến ngày 24 tháng 4, mẹ và em của Cao Hữu Thiên cũng đã được vào bệnh viện để chăm sóc và theo dõi bệnh tình của người thân. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên họ phải khai báo y tế kỹ càng trước khi vào bệnh viện và thay phiên chăm sóc anh. Về kinh phí chữa trị, Đăng Khoa cho hay gia đình hiện tại vẫn chưa biết cụ thể vì quá trình điều trị vẫn chưa kết thúc. Hiện tại anh trai và những người bạn của Cao Hữu Thiên vẫn đang cố gắng để liên hệ đóng góp giúp đỡ lo viện phí. Cao Hữu Thiên được biết đến là con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh năm 2014 khi anh tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen đêm chung kết. Tuy nhiên, giọng hát của Cao Hữu Thiên gây nhiều tranh cãi. Nghệ sĩ Hoài Linh đã nhận trách nhiệm và động viên Cao Hữu Thiên cố gắng để theo đuổi đam mê. Suốt 6 năm kể từ khi nổi tiếng bất ngờ, Cao Hữu Thiên không có mặt tại các sân khấu lớn cùng các nghệ sĩ Việt có tên tuổi nhiều mà chỉ nhận những show diễn tình nhỏ. Bên cạnh việc đi hát, Cao Hữu Thiên cũng kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.